Ok, sẵn không tiện hôm nay mình đang hàng một cái bo phần tầng được các bạn, thì cái mối hàng nó cũng tương đối lớn được các bạn. Còn lại cái dây của mình này nó cũng tương đối lớn, dây này cái tiết diện nó là 1.5 nha các bạn. Thì cũng nhiều bạn nhắn tin cho mình á, thì hỏi tại sao mà mình mua cái mối hàng nó cũng xịn, nó cũng tốt các bạn, nhưng mà hàng không có dính. Thì sẵn tiện hôm nay mình sẽ làm thực tế, mình hướng dẫn các bạn luôn nha. Thì đầu tiên là cái mũi hàn mình, các bạn để này, mình dùng một cái mũi hàn rất là nhỏ luôn các bạn thấy không, nó rất là nhỏ. Cái mũi hàn này nó bằng chỉ bằng sợi điện thôi đấy, và cái nhiệt độ mình đang để khoảng tầm 400 độ C nha, nó tương đương với cái mỏ hàn 40W các bạn hàng ngày các bạn xài á. Thì để hàng cái mối hàn mà nó đẹp á, đầu tiên mình suy trì vào cái dây trước nha các bạn, cái dây trước đây, mình suy trì vào dây trước, suy phải suy cho đủ nha các bạn, các bạn đừng có tiết chì nha, suy mình phải suy cho đủ như thế này đây đấy, phía còn lại mình cũng suy cho đủ luôn đấy. Như thế này thì các bạn nghĩ các bạn hàng như thế này là được đúng không các bạn? Không nha, mình làm thêm một bước nha, nữa nha các bạn. Thì các bạn sẽ suy trì vào ở trong cái bo luôn, cái điểm cần hàng luôn đấy. Và khi hàng các bạn chỉ cần hàng không cần chì nha các bạn cứ để vậy thôi đấy, đủ nhiệt nó sẽ tự dính nha các bạn. Mối hàn rất là bóng, cái phía bên này cũng vậy đây, mình để lên thôi các bạn đây đấy, thì cái mối hàn của nó sẽ bóng thôi các bạn. Các bạn thấy đây nè, rất là bóng, rất là chính trị luôn đúng không, rất là bóng luôn. Mặc dù cái mũi hàn mình rất là nhỏ các bạn, cái mũi hàn này để hàng các cái công chuyện nhỏ thôi các bạn, chứ không thể nào hàng các công chuyện lớn được, nhưng mà mình vẫn đem mình hàng bình thường đấy, để cho nhiều bạn mà đỡ thắc mắc nha. Rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình các bạn, nhưng mà cái clip này mình lên cũng nhiều clip rồi, chứ không phải là mình cái clip này clip đầu tiên đâu, nhưng mà chắc có thể là các bạn ấy nắm không kịp thì thôi, mình sẵn tiện mình đang làm đây thì mình sẽ quay trực tiếp luôn cho các bạn dễ hình dung nha. Đấy, mình sẽ suy trì vào cái dây trước, sau đó mình sẽ suy trì thêm vào mạch luôn đấy. Các bạn lưu ý là mình suy trì nó vừa đủ nha các bạn, nó như thế này. Các bạn suy cũng đừng có suy trì cho nó dư, mà các bạn cũng đừng có suy trì cho nó thiếu. Thì mình sau khi suy trì xong cả hai hai bên đó, thì các bạn cứ hàn thôi đấy, các bạn để nó nóng thì nó sẽ tự chảy thôi. Để tí mình cho các bạn xem cái này nữa, nhưng mà thôi để mình hàn xong cả ba cái dây này cái đi, chắc người ta về người ta tự nói vào các bạn. Thì khách này người ta gửi cho mình á, thì khách cũng bảo là sao về hàng không có dính, khách hàng không có dính xấu lắm, cho nên khách mới gửi cho mình. Thì mình sẵn tiện mình cũng làm clip luôn này, nhiều nhiều cái chuyện nó đơn giản lắm, nhưng mà tới chừng các bạn bắt tay vào làm mà các bạn mới thấy nó khó. Đây mình suy trì tiếp vào đây, bạn suy trì cho nó hết, nó mất lỗ luôn nha các bạn, nó mới dính mới đẹp. Đây cái này mình thiếu chì này, mình đợi anh tí chì nữa đây, cái gì coi chắc đủ chì rồi đó đây. Khi các bạn để tí tí mình nói vấn đề đó riêng nha. Đây các bạn xem cái khi cái mối hàn mình hàn này, cái đây là cái nhựa nha các bạn, các bạn thấy cái mối hàn nó lớn, nhưng mà cái nhiệt độ mình hàn là cái nhựa nó không chảy luôn này, các bạn để ý không, đây chứng tỏ là cái khi mà các bạn hàn nó vừa đủ nhiệt như thế này á, thì cái phím đồng này nó sẽ không có bị bong nha, các bạn thấy không, nó không hề không hề bong. Khi mà các bạn hàn mà nó không dính á, các bạn cố tình các bạn để cái mũi hàn vào thì lâu nó sẽ bị quá nhiệt, nó sẽ cháy cái chỗ này này, nó sẽ cháy và nó sẽ bong luôn cái lớp mạch phía dưới nha, như thế là không có tốt nha. Đây mình nói một tí về kỹ thuật để mình ấn cái dây xuống này, các bạn không cần xài nhựa thông đâu nha, từ nãy giờ mình không xài nhựa thông nha các bạn. Cái này nó dài quá cơ, nó dài quá mình chắc bỏ một tí đi đấy. Khi suy trì các bạn làm gọn gọn như thế này, các bạn sắn đầu cho nó gọn, cho cái món hàng của nó đẹp thôi các bạn. Chứ nếu mà các bạn để tưa cái đầu quá thì khi mà các bạn hàng vào nó sẽ không đẹp. Hàng cái này rất là hao chì nha các bạn. Cho nên chắc mai mình lấy khách cho khoảng tầm 20k các bạn. Trước khi mình làm cái này mình hay nhận 10k, nhưng mà hiện tại thì nếu mà 10k thì mình không có lãi các bạn. Tại vì phí mình đầu tư cái thiết bị hàng á, của chì, cái chì này mình mua cũng khoảng tầm như 5-6 ngàn gì một mét nha các bạn. Đây chị vào đây
đang hàng thì cái mũi hàng nó lật ra nó hư luôn các bạn. Đang hàng thì cái mũi hàng nó lật ra nó hư luôn. Bây giờ không còn cái mũi hàng nào hết để mà hàng luôn các bạn. Xu thì các bạn. Chắc cái này chắc mình đặt cái mũi hàng khác vậy các bạn. Chắc có thể list thì mình tạm dừng tại đây nha các bạn. Bây giờ mình cái mũi hàng này hư rồi, giờ mình hết cái đầu hàng hàng rồi. Bây giờ mình lấy cái đỡ cái T12 các bạn, nhưng mà T12 là mình đã ở phía trước rồi. Cho nên là mình không hướng dẫn các bạn được. Thôi thì ở clip sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều hơn nha. Để mình kết thúc tại đây nha các bạn.